Tập 4 trong hành trình đá bóng vòng quanh Nhật Bản cũng là ngày cuối cùng của mình tại đất nước mặt trời mọc. Team mình đã có một trận đá bóng giao hữu ở một sân bóng chày và gặp một đối rất mạnh trong cộng đồng người Việt tại Cha Bình. Mình đã có Bafana và siêu kỹ thuật Electrical như huyền thoại Ronaldinho. Trận đấu đã diễn ra như thế nào và mình còn làm được những gì khác ngoài cái intro này? Cùng xem hết video clip này nhé. Trời. Và tôi là Thierry Style với góc nhìn thứ nhất trong bóng đá. Ngày thứ hai tại Tokyo và đây là công viên Kamiari. Sáng hôm nay, được Hoài Nhấp dẫn đi ăn sáng và uống cà phê. Có cả anh già con nữa, anh già đang cầm máy quay cho mình nè. Không gian trong quán này có các vách ngăn để tạo cảm giác riêng tư. Người Nhật đề cao sự yên tĩnh nên trong quán có thông báo không nên sử dụng điện thoại nói chuyện ồn ào. Bánh mì bơ đường, trứng luộc, cà phê, quá êm cho một buổi sáng. Bây giờ thì chiều trần đổ xăng. Cây xăng bên Nhật thì tự đổ và tự thanh toán nha. Xăng ở đây 162 yên một lít đấy, là khoảng 20 ngàn. Wow. 20 ngàn một lít, cũng xem ở Việt Nam. Đi trên đường thì bắt gặp hình ảnh này, thiệt là dễ thương. Kêu cầm hai tay đi là cầm hai tay đi đúng không? Sáng nay ở Tokyo, mình mới phát hiện ra là trẻ em ở bên Nhật có thể nắm tay nhau tự đi đến trường mà không cần phụ huynh đưa đón. Đây là quán Mi Chan, dịch ra tiếng Việt là bé mi. Quán ăn vặt à. Đậm chất Việt Nam. Nếu hài lòng, bạn hãy nói to với mọi người. Hay quá trời luôn. Happy birthday. Lát nữa mình có một buổi hẹn ăn uống cùng tất cả mọi người ở đây, cùng với anh chị chủ quán. Còn tổ chức sinh nhật cho ai thì mình không biết. Bữa giờ mới được uống lon Coca bạn. Chắc là ngon lắm. Ok, anh em team vận chuyển FC đã có mặt đầy đủ. Hoàng Tuấn đang giới thiệu mọi người. Và đây là anh chủ quán, Dương Anh Đức. Anh này cũng là chủ tịch câu lạc bộ Rimhau bên Nhật và cũng là đối thủ của đội mình sẽ đá giao hữu vào chiều ngày hôm nay. Qua tận Nhật Bản, Tokyo vẫn được ăn phở gà Việt Nam nha. Basai, hello. Ba gắn năm style. Basai, có cửa hàng ở Nhật luôn. Ghê quá. Hello Versailles. Trời ơi, nay đi Nhật được gặp idol Hàn Quốc. Đâu anh nhảy lại coi anh già. Ập bà gắn năm. Ghê trời. Wow. Này cửa hàng của Versailles à. Đang đi dạo, phát hiện một cái sân futsal ngay sau lưng cái sân bóng rổ. Trời ơi, lấy banh ra, giật vài đường liền. Lấy banh ra giật nè. Ô là là, đố mọi người biết đây là đâu nha. Ai đoán trúng có quà luôn.
Đúng rồi đó, đây là Kabukicho, phố đèn đỏ nổi tiếng nhất nước Nhật. Và đây là mục tiêu của bữa trưa ngày hôm nay, tìm mua chiếc áo đấu của đội tuyển bóng đá Nhật Bản. Wow. Dạ man, nhìn đống đồ ở đây, muốn mua hết đem về Việt Nam. Trời. Wow. Oh my god. Inter Miami. Trời, lụm liên. Sao ép không vậy? Ok, mission complete. Chiếc áo đấu của đội tuyển bóng đá Nhật Bản. Và ngoài ra, mình còn mua thêm áo của Brazil, Đức, Bỉ, Tây Ban Nha, Pháp, Colombia nữa nha. Ok, đã ra sân và chuẩn bị cho trận banh chiều ngày hôm nay. Tại Tokyo. Thay đồ thôi, thay đồ thôi. Không, thay đồ. Và đây là sân công viên các hoàng tử. Nghe cứ như đang ở Pháp vậy trời. Nắng kinh khủng. Giỡn thôi nha anh em. Tên đó là do mấy ông Việt Nam bên này tự đặt. Chứ đây là sân bóng chày nằm trong công viên Shinjuku Kuritsu Nishitoyama. Hôm nay tiếp tục trên chân đôi Vabo 15 RTF từ Thanh Hùng Futsal. Nhân tiện có thông báo mới luôn. Mercurio Vabo 16 RTF đã cập bến Futsal rồi nha anh em. Đây sẽ là đôi giày hoàn hảo cho các tín đồ đam mê tốc độ. Nằm trong bộ sưu tập mới của Nike mang tên Mad Ambition với phối màu Clavier Blue và Blue Orbit, mang đến trải nghiệm nhẹ hơn, bền hơn, bùng nổ hơn. Phối giày phù hợp cho chân thon đến bè vừa. Phở bơ được làm hoàn toàn từ chất liệu sợi dệt Plinit, siêu nhẹ và mỏng. Lưỡi ga liền với cổ giày với độ co giãn cao, giúp bạn dễ dàng xỏ giày hơn. Bộ đệm vẫn giữ nguyên công nghệ Airzoom như ở thế hệ Vabo 14 và 15. Còn chân chơi gì nữa, ghé ngay Thanh Hồ Phúc San để sở hữu ngay một đôi 5-7 người đã cỏ nhân tạo nhé. Và bây giờ mình sẽ gửi tặng ngay 3 voucher 200k cho 3 anh em có comment bất kỳ hay nhất trong video clip này. Vì thế anh em comment nhiều nhiều đi nha. Trên đây là một dàn đèn rất lớn. Bên đây cũng mấy dàn nữa. Nhưng mà đa buổi tối ở đây thì cũng rất là đã nha. Đây. 2 dàn. Em quá. FC Dream House đã có mặt đầy đủ và chủ tịch Dương Đức đã sẵn sàng thi đấu. Tên đội bóng cũng là tên của một công ty bất động sản của anh ấy nha anh em. Đây rồi, bọc là hết luôn. Một chút quảng cáo như thường lệ, vớ thì link có sẵn trong phần mô tả, còn dây thì anh em qua Thanh Hùng Phố San nha. Đồ đạc chỉnh chu, chụp tấm ảnh kỷ niệm rồi dứt thôi. Ây da, tình hình là dự bị anh em ơi. Không biết làm gì nên ra đây khởi động sẵn test luôn một quả bóng ở bên Nhật hay dùng. Của Nhật. Một quả bóng thương hiệu Monten, nếu mình không lầm thì ở Việt Nam cũng có bán. Công nghệ Asantec nha. Logo của FIFA, chứng nhận của FIFA. Trời ơi. Nhưng mà ở Việt Nam xài động lực không ạ? Neymar Ron chớp, Red Bad and Vimu. Ron step over chân phải, Electrical chân trái. Một số combo Ramu quen thuộc. Xoay combo như Anthony. Kéo gầm và phát Rabona. Mình dùng khá nhiều skill trong bóng đá đường phố. Làm thì thường xuyên đó, nhưng mà lâu quá rồi cũng quên tên mất các skill đó. Anh em muốn mình hướng dẫn mấy skill này không? Để lại cho mình một comment nhé. Lit up như Ronaldinho and around the world. Around the world, around the world. Lemon around the world. Thêm một skill AK nữa. Phát rapid như Foncao. Koben Hazen AK. Yeah yeah, khởi động múa skill như đó đủ rồi. Vô ngồi đợi xíu rồi chiến thôi. Vừa sâu kìm cái máy quay. Anh em thấy mấy skill vừa rồi có hay không? Có muốn làm hướng dẫn không? Comment cả nha. Pha chạm bóng đầu tiên của trận này. Ây chà, đồng đội núp sau lưng hậu vệ quá. Không có đường đưa, đành phải quay về tuấn vỉa thôi. Vẫn chưa có đường chuyền của đồng đội. Ok, bóng đã tới chân. Nhưng mà đó là từ đường phá bóng của đối thủ. Quan sát sau lưng cái nè. Không có ai kèm mình, nhưng đồng đội vẫn không đưa. Quyết định chuyền về, tổ chức tấn công lại. Kiểm soát bóng bằng gầm giày. Cài đè. Canh me, canh me. Bana, bana, 30k.
Xôi, đảo chân nhiều dữ. Mực bóng nguy hiểm quá, tấn công cho thủ Rim House. Hay quá thủ môn ơi. Cơ hội 3-2, tiếp tục là những pha đảo chân. Bóng được luân chuyển sang hành lang cánh trái. Quá người hay. Dứt điểm góc hẹp. Và đó là bàn thắng của Tuấn Việt. Đâu quên. Mình vô sân là lo đá thôi, cũng không có quay hết cho trận đấu. Nên em đừng quan tâm đến tỷ số nha, mình cũng không biết nữa. Cắt bóng nè. Dẫn bóng tốc độ hành lang cánh phải. Đảo chân step over. Ây da, mới bị hút một cái vào sau lưng. Tiếp tục. Trận đấu vẫn tiếp tục. Một chạm xuống đấy. Cơ hội. Không vào. Trời ơi, tiếc quá trời tiếc. Ô là là, di chuyển qua biên bên này là nghe rõ tiếng bình luận của bình luận viên bên ngoài nè. Thêm một pha bana 30k nữa. Tính kiếm thêm cho chẳng 90k nhưng không thành công. Trong FC vận chuyển hôm nay có nhiều cầu thủ lạ quá, mình không biết là ai luôn. Chẳng hạn như cầu số 5 này nè. Hết hiệp 1, ra nghỉ xíu rồi đá tiếp. Nãy ba trụ rồi. Hết. Tiếp tục hiệp 2 nào. Một cầu thủ áo trắng đã té ngã nhưng không có phạm lỗi. Cơ hội cho Hoàng Nhấp. Hay. Làm gì đây? Đổ Hoàng. Cú dứt điểm góc hẹp đã bị chủ tịch câu lạc bộ Rim House cản phá. Nhận bóng và quan sát. Phát Rabona một cái. Canh me đội bạn không tập trung, thả lên cho Hoàng Nhấp. Giật gót hay. Không vào. Chết cục dọc trong gang tấc. Ô là là, số 10 này hay quá trời luôn. Cơ hội cho các thủ áo trắng. Không vào. Đổi đầu 1-1, ra thôi, không để bị qua. Ủa, ai kèm bạn này vậy? Một cú sút rất mạnh, bóng đi vào mép khung thành. Tiếp tục có bóng ở hành lang cánh phải, kéo găm vô trong sau đó lắc ra ngoài, dứt điểm. Trúng ngay đùi cầu thủ số 66. Nắng quá trời quá đất nên cũng khá hốc. Case này thì tạt không nổi rồi nên chờ đồng đội ra phối hợp nhỏ. Ây da, không ai ra phụ thì tạt luôn chứ sao. Dứt điểm góc hẹp. Vẫn không qua được tay thủ môn Dương Anh Đức. Bây giờ thì cắm đầu lui về hỗ trợ đồng đội phòng ngự thôi. May quá đã lui về kịp thời. Sau vài pha tranh chấp thì đã thu hồi bóng thành công. Electrico và chuyên cho Tuấn Vĩa thoát pressing. Cơ hội cho Hoàng Nhấp. Đường chuyền cột hai. Hai đội đá ăn miếng trả miếng. Hay quá trời quá đất. Nãy giờ nếu anh em để ý sẽ thấy tụi mình lấy hai cái khung thành nhỏ ghép lại thành một cái khung thành bự để đá 7 người ghi cho nhiều bàn thắng. Vậy nó mới vui. Nhỏ quá khó ghi bàn nó không vui. Đội bạn có cơ hội đối diện thủ môn. May quá rút chân lại kịp. Không là bán độ rồi. Đường lên không có, chỉ có đường về. Grab bắt canh me bật tường. Một chạm hay. Nhưng cầu thủ số 30 đã kịp thời lui về. Ôi, sao bắt gọi nãy giờ luôn hả? Sau lưng không có ai hết. Một cú dứt điểm từ rất xa. Kiểm soát bóng bằng gầm giày. Rainbow click như Neymar. Giả mang, đồng đội vô thế, bánh mì kẹp thịt luôn. Nhận bóng quay lên. Dắt bóng qua bên trái. Sau đó quay về bên phải. Roll step over and pass. Ok, một chạm hay. Tạt bóng vào trong. Không được rồi. Chuyển trạng thái từ tấn công sang phòng ngự. Lùi về nhanh. Ok, đủ người. Giờ thì canh me cắt đường chuyền cục 2 thôi. Ô là là, suýt tí thì mất 30k. Good. Anh em xem thấy hay thì đừng quên like và comment cho nha. Đối thủ lên bóng rất tốc độ. Cơ hội. Trả về tuyến 2. Không vào. May quá trời luôn, tưởng đâu thua rồi chứ. Dứt bóng dọc biên. Yeah.
Một chạm bóng bổng lên trên. Trời ơi, thủ môn ra cắt kịp thời. Che chắn bảo vệ bóng. Dẫn bóng tốc độ, tốc độ. Đã bị cắt mất rồi. Ây da, mất bóng nguy hiểm quá. Chỉ còn một mình Tuấn Vy ở nhà thôi. Bước ra gôn, bước ra gôn. Tốc gôn. Bốn cầu thủ áo trắng như vậy thì chịu rồi. Ok gôn. Lui về cột 2, canh đường căng ngang. Y bài luôn trời. Ok. Cắt bóng nè. Hoài Nhấp. The roll lịch hay. Hoài. Và đây là cú sút thay đường tắt ngang. Bóng chạm lưng đồng đội đổi hướng. May là thủ môn vẫn còn phản xạ kịp thời. Bây giờ là Tuấn Vy á. Bực từ hay, đối diện thủ môn. Trời ơi, ghi bàn rồi, được thở tí xíu rồi. Pha bóng sau đây thì mình thở oxy rồi, nên bị cầu thủ đội bạn hạ gục một cái. Một luôn. Cầu số 30 này nhá một cái, hay quá trời. Thêm một đường phản công nữa của cầu thủ áo trắng. Cắt bóng không kịp rồi. Ok Hoàng, không sao. Thua liên tiếp hai trái luôn. Dây. Bắt bài hướng đi vô giữa nè. Cơ hội phản công. 4-1. Hứa Long kỹ thuật. Trời ơi. Liên tục là những pha lên bóng ở cánh mình. Ô là là, đường chuyền vô trong không có địa chỉ. Phản công cho cầu thủ áo đỏ. Hoài Nhấp. Bật tường với tuyến trên, dứt điểm. Wow. Dẫn bóng trong lúc đội bạn áp sát. Rainbow Click lỗi. Vậy mà City có 30k. Một chạm lên, một chạm về. Chi Vela cho đồng đội. Di chuyển lên trên để kéo số 2. Giật về khoảng trống ở đây nè. Cắt giữa nhận bóng luôn. Đỡ bóng bằng má trong, xỏ hén bằng má ngoài. Chích mũi. Không vào. Do chích mũi nên bóng cuộn ra ngoài. Này đặt lòng thì ngon hơn. Cơ hội. Về được, dắt về. Trời ơi, đồng đội đỡ hụt bóng luôn. Đối diện chủ tịch Dương Anh Đức không dám vô bóng mạnh nên đã bị vượt qua rồi. Thấy luôn. Okay. Bóng đã nằm gọn trong tay thủ môn. Phất bóng từ sân nhà. Hùng Thành đã bỏ trống. Trận này hai đội đá không có trọng tài. Chứ nếu có thì mình nghĩ pha này ban rồi. Chống chân đúng không? Hai cái đầu gối dứt nhau. Không biết có đau không. Hai đội đá giao lưu là chính, nên có phạm lỗi thì cũng chỉ tự giác dừng bóng thôi nha anh em. Chơi. Tưởng đâu thủ môn ôm gọn rồi chứ. Ai dè. Đều. Nguy hiểm quá. Không vào. Pha cản phá ngay trên vạch bồi của Hải Tý. Tiếp tục là pha đá phạt góc của đội chủ nhà. Ngã người vô lê. Chúng hàng rào. Cầu số 10 này bay người vô lê như Ronaldo. Sau đó té đập chân xuống đất căng cơ luôn. Phần nào. Ok, bị đau phần bắp chân. Xoa một xíu là sẽ ổn thôi. Và đây cũng là tình huống cuối cùng của trận thi đấu này. Lấy một chân banh nữa tại Nhật Bản. Bravo, đã quá anh em ơi. Sân này đã thiệt. Rộng lung linh. Rất nhiều đèn. Này đá sân 11 được đúng không ta? Mà hình như không có sân 11 ở đây. Khung thành cất hết rồi. Chỉ có khung thành sân 7 thôi. Anh em xem đá banh hay thì nhớ like và comment cho nha. Có cái bài kìa. Ở trung tâm Tokyo, bãi giữ xe lấy giá rất là chát, nên hầu hết mọi người sẽ chọn giải pháp là đi phương tiện công cộng hoặc đi xe đạp.
đi dạo dạo phố Hàn Quốc, tự nhiên đây có bánh mì sốc, bún thịt nướng đồ, chè thập cẩm, chè sầu riêng, xôi xé. Team mình ghé qua tiệm trà sữa Full Topping Tabimochi của người em mới quen Phạm Nguyễn Bảo Anh. Oh la la, ở Việt Nam sang Tokyo mà thèm trà sữa thì biết phải đến đâu rồi ha anh em ha. Trà sữa xong, cả đoàn có một buổi tiệc nhỏ tại Gogi-chan, một nhà hàng nướng Hàn Quốc cũng thuộc sở hữu của ông bầu Rimhouse FC Dương Anh Đức. Tada, lầu 2 nha anh em. Quán này nằm ở ga Shinokubo, quận Shinjuku, trung tâm Tokyo. Đây đây đây, chủ tịch hôm nay mời anh em ăn tiệc nha. Trời ơi, quá đã luôn. Qua Nhật ăn món nướng Hàn Quốc, thiệt là đã quá đi. Oh la la, tiếp tục dạo phố Tokyo thôi anh em ơi. Quá trời là bóng luôn. Thiên đường bóng đây rồi. Đây là một quả bóng nội địa của Nhật Bản, quay cũng đã phết. Thăng bằng bóng trên đầu nè. Áo Argentina của Messi. Và 7 giờ sáng ngày hôm sau, chuẩn bị đáp chuyến bay về Việt Nam. Trong sân bay có một thiên đường mỹ phẩm. Trời ơi, còn phải nói nữa, mua quà về cho vợ thôi. Đang ngoài sân bay, thử bò cụm của Nhật Bản như thế nào. Trời. Được ạ. Cái vị khá dễ chịu ha. Ok, hành trình đá bóng tại Nhật Bản kết thúc tại đây. Và anh em thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh, đón chờ clip mình trong thời gian sắp tới. Mình là Phạm Thi, xin chào gặp lại, bye bye. Và đừng quên comment nhiều nhiều để có cơ hội nhận ngay voucher 200k mua giày từ Thành Hục Phú Sàn nhé.